Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh xin giới thiệu tới quý vị dự án 3 căn thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với hiện trạng 3 căn nhà này thì chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, về pháp lý, sổ đỏ chính chủ rõ ràng, giấy phép xây dựng từng căn, hồ sơ điện, hồ sơ nước từng căn. Với 3 căn nhà xây liền kề thì với cái hệ thống xây hiện đại của chủ đầu tư hiện nay thì toàn bộ là tường riêng, móng riêng và cột riêng nha quý vị. Tường là tường 10 mọi người ạ. Và trong 3 căn nhà này thì có một căn lô góc đã bán, còn 2 căn ở đây thôi. Diện tích từ 32,5 cho tới 44,3 mét vuông trên sổ đỏ và căn nhà pháp lý rõ ràng đã hoàn thiện xong. Thì cái giá chào bán của 2 căn còn lại là căn này là 1 tỷ 950 triệu đồng và còn một căn 2 tỷ 070 triệu đồng với diện tích rộng. Ngọc Ánh sẽ quay tới căn nhà này gửi tới quý vị. Diện tích của căn nhà 44,3 mét vuông, ngõ trước nhà như quý vị nhìn thực tế ở đây, ngõ trước nhà là 2 mét mọi người ạ. Và ngõ 2 mét này cách với trục đường ô tô đi lại nó rất là gần, nó chỉ khoảng tầm 50 mét thôi. Giao thông đi lại vô cùng thuận tiện, từ vị trí căn nhà này nó rất là gần với trục đường quốc lộ 6 mọi người nha. Và với căn nhà đã được hoàn thiện xong xuôi 44,3 mét vuông, thiết kế như thế nào với hướng nhà Tây Nam, cụ thể nó toàn thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà này nha. Đây chính là cái phần cửa chính của ngôi nhà, thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm kính mọi người ơi. Đây, quý cô chú, quý anh chị, quý mọi người theo dõi video của em thì đừng bỏ lỡ cái căn nhà này với diện tích rộng, thiết kế rất là cầu kỳ mọi người ạ. Phần hoàn thiện đã gần như xong chuẩn chỉnh, chỉ việc dọn đồ về và ở. 44,3 mét vuông trên sổ đỏ. Tuy nhiên với diện tích xây dựng thực tế thì nó có nhiều hơn một chút ở phía cái tầng 2 xây đua ra mọi người ạ. Cho nên quý vị phải đến xem thực tế thì mới thấy rằng là cái căn nhà này nó rất là đẹp. Vị trí Ngọc Ánh xin nhắc lại, nó là thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông. Nó cách với lại trục đường chính quốc lộ 6 nó chỉ khoảng tầm 300 m, nó cách với lại cầu Mai Lĩnh Hà Đông mọi người ạ. Nó sẽ rơi vào bán kính khoảng tầm 600 m. Từ vị trí căn nhà này đi ra tới bến xe Yên Nghĩa Hà Đông nó khoảng tầm 4,5 cây. Nó cách với lại trung tâm Hà Đông, ví dụ như cầu Trắng Hà Đông, bệnh viện Đa Khoa Hà Đông nó khoảng tầm 7 km mọi người nha. Ngọc Ánh đã review rất là chi tiết về cái cụ thể quãng đường đi cũng như là cái căn nhà, mọi người có thể cân nhắc xem thật là kỹ video trước khi đi xem nhà. Còn lại thì tất cả cái về cái phần pháp lý mọi người hoàn toàn yên tâm, tất cả các căn dự án mà Ngọc Ánh quay gửi tới quý vị 100% sổ đỏ chính chủ lâu dài, bàn giao nhà luôn. Đó, đây là cái phần phòng khách mà Ngọc Ánh đang đứng ở đây mọi người nha. Thì với cái phần phòng khách này quý vị có thể xem giúp Ngọc Ánh ở đây đã hoàn thiện xong hết về cái hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện cũng như là cái hệ thống quạt trần ở đây chủ đầu tư đã đặt sẵn cho mình ở đây rồi. Với phòng khách rất là rộng. Tiếp theo, với tầng 1 ngoài cái phần phòng khách thì ở đây còn có một cái không gian phòng bếp mọi người ạ. Phòng bếp được hoàn thiện rất là chỉn chu, rất là tỉ mỉ với cái tủ gỗ an cường chống cong vênh mối mọt. Đây là cái phần để tủ lạnh mọi người nha, ở phía dưới tầng 1. Phụ kiện bếp đi kèm thì đều được thiết kế chất liệu inox 304 rất là chắc chắn, rất là đẹp. Với một căn nhà 2 tỷ 070 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế, với căn nhà này quý vị chi trả giúp Ngọc Ánh khoảng tầm 900 triệu tiền mặt hoặc là 800 triệu tiền mặt cũng được. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa 25 năm, tối thiểu 3 năm với những lãi suất vô cùng ưu đãi từ phía bên ngân hàng và các ngân hàng mà Ngọc Ánh thường xuyên làm việc, đó là có BIDV này, Liên Việt Sportbank với những cái lãi suất ưu đãi nhất và cái thời gian vay lâu nhất. Quý vị muốn tham khảo về phần ngân hàng thì vui lòng gọi điện ngay cho Ngọc Ánh nhá. Ngoài ra, phần phòng khách, phòng bếp của ngôi nhà thì còn có một phòng vệ sinh. Với cái phòng vệ sinh ở dưới tầng 1 đây thì cũng rất là rộng. Đây mọi người có thể nhìn thực tế em đứng ở trong nhà vệ sinh thì ở đây có một cái bồn cầu cũng như là vòi rửa rất là xinh xắn mọi người này. Đó. Hệ thống điện, hệ thống nước được lắp đặt đầy đủ, hồ sơ điện, hồ sơ nước rõ ràng riêng biệt từng căn. Đó. Điện lực Hà Nội và nước sạch Hà Đông mọi người nhá. Đây. Phần tầng 1 đây còn có một cái cửa. Đó. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái căn nhà này thì toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà để xem căn nhà 44,3 mét vuông thế này, rộng như thế, thiết kế ra sao, có hài hòa hay không. Mời mọi người theo em nhé.
Và Ngọc Ánh đang đứng ở trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Thì ở đây mọi người có thể nhìn giúp Ngọc Ánh này. Đó, cái hành lang đi vào cầu thang cũng được chủ đầu tư trang trí gạch bông rất là đẹp, rất là nhã nhặn. Và với cái phần tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Tầng 2 của ngôi nhà, ưu điểm rất lớn của cái phòng ngủ ở đây đó chính là có cái hành lang ở bên ngoài ban công mọi người ơi. Đây, ban công mở hướng ở phía bên ngoài, diện tích rộng. Căn nhà này, Ngọc Ánh xin nhắc lại, hướng nhà là hướng Tây Nam quý vị nha. Và cái phòng ngủ này thì vô cùng rộng ạ. Đó, phòng ngủ của cái tầng 2 ở đây. Cửa ngoài hành lang này, ban công này, cửa ở đây này, đó, cửa sổ này, rất là thoáng mọi người ạ. Ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ căn nhà này. Với cái phòng ngủ cũng rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ cái nội thất ở trong nhà. Và cái không gian phòng này thì được chủ đầu tư thứ nhất thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Với hệ thống chiếu sáng tiết kiệm điện này, với lại cái phần gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá. Tủ cửa thông phòng của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là cửa gỗ mọi người ạ. Đây, căn phòng đây mọi người có thể nhìn thực tế giúp Ngọc Ánh nha. Căn phòng rất là rộng, căn phòng ngủ vô cùng rộng, vuông vắn. Ngoài ra phía bên trong cái căn phòng ngủ này thì được thiết kế là một nhà vệ sinh nữa mọi người ơi. Đây ạ, với nhà vệ sinh ở phía bên trong của ngôi nhà, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này rất là đầy đủ. Và xung quanh cái căn phòng vệ sinh này thì được chủ ốp toàn bộ gạch 30-60 lên trên tới tận trần. Ở đây có một cái cửa sổ hướng ra phía bên ngoài để lấy cái ánh sáng cũng như cái không khí vào trong ngôi nhà. Bồn cầu liền khối này, mọi người có thể nhìn thực tế giúp em. Lavabo bàn đá đây mọi người nha. Đó, căn nhà này thì đúng là chính xác, chỉ việc dọn đồ về và ở rất là rộng, giao thông đi lại rất là thuận tiện, xung quanh thì gần với chợ, trường, phường, trạm. Từ vị trí căn nhà này quý vị có thể nhìn thấy luôn trường cấp 2 ở Biên Giang đây. Đây, mọi người có thể nhìn thấy luôn trường cấp 1, cấp 2 ở phường Biên Giang, quận Hà Đông, đi lại rất là thuận tiện. Con cái đi học rất là tiện, cách với chợ nó chỉ khoảng phạm vi bán kính tầm 150m thôi. Rất là thuận tiện luôn. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nhé. Ngọc Ánh đang đứng ở trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà này thì thiết kế nó hơi khác biệt so với tầng 2. Đó là vừa bước chân lên đây thì có một cái nhà vệ sinh ở phía bên ngoài. Và tầng 3 của ngôi nhà thiết kế 2 phòng ngủ. Thì mời mọi người theo em vào cái căn phòng ngủ đầu tiên. Đây, rất là rộng, vuông vắn mọi người ạ. Nó tóm lại là cái thửa đất này nó rất là vuông, rất là đẹp. Đó, cửa đây. Tất cả các phòng ngủ đều có cửa sổ thông thoáng và có đều được là ở trần thì thiết kế là trần thạch cao, đèn led âm trần. Đây là phòng ngủ tiếp theo ở phía tầng 3. Đây, mở cho mọi người xem. Đó, đây, ban công rất là thoáng, rất là mở luôn mọi người ạ. Căn nhà thiết kế tuy cái tầm tiền của nó vừa phải nhưng mà thiết kế lại vô cùng hiện đại mọi người nha. Đó, cái phong cách nó rất là trẻ trung. Với cái căn nhà này tông màu sáng cũng như là màu gạch, màu sơn đều màu sáng, cho nên là vào cái không gian của cái căn phòng nó rất là rộng, cũng như nó rất là thoáng mọi người ơi. Và mời người theo em lên trên phía tầng cuối cùng của ngôi nhà, tầng 4 của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào, từ tầng 1 cho đến tầng 4 có hài hòa với hay không nhá. Bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì ngôi nhà này thiết kế như sau. Ở đây là thiết kế một cái khu vực, à xin lỗi mọi người, ở đây là thiết kế một cái căn phòng thờ mọi người nha. Và phòng thờ này cũng có ban công. Đây, quý vị nhìn thực tế giúp em. Có ban công mở ra bên ngoài, ôi dồi ôi, rất là mát luôn ý ạ. Đó, ở đây còn một căn nhà 1 tỷ 950 triệu nữa. Đây, nhìn xung quanh. Ở đây tầng 4 là dễ nhìn nhất rồi. Mời mọi người theo nhìn theo cái camera giúp em nha. Đó, dân cư đông đúc. Có một cái hồ ở ngay gần nhà rất là mát, rất là rộng. Gần với trường mầm non cấp 1, cấp 2. Gần với chợ, đi lại hợp lý, gần với lại ủy ban nhân dân phường. Quý vị nào mà đang muốn tìm cái diện tích rộng hướng nhà Tây Nam thì đừng bỏ qua cái căn nhà này. Tiếp theo, đây là phần sân phơi. Đây, phần sân phơi rất là rộng. Ngọc Ánh đi đúng một vòng cho mọi người xem nhé. Đó,
hài hòa. Và Ngọc Anh xin nhắc lại với mọi người, với cái căn nhà này 2 tỷ 070 triệu, diện tích 44,3 m², hướng nhà là hướng tây nam, giao thông đi lại vô cùng hợp lý. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết về cái căn nhà này hơn nữa thì vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Nhà tốt với Ngọc Ánh thì chỉ dùng duy nhất hai số điện thoại này thôi. Mọi người muốn tìm hiểu và liên hệ thì vui lòng alo cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.